Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay các vùng miền trên cả nước vẫn sẽ tiếp tục có mưa dông. Trong đó, miền Bắc là nơi đáng chú ý nhất vì mưa xuất hiện bất kể lúc nào trong ngày, nguy cơ dông sét cũng cao hơn. Đây là bản đồ định vị sét của Đài Khí tượng Cao không. Trong một tiếng gần đây, sét xuất hiện nhiều ở Thanh Hóa, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Giang. Trung bình có khoảng 50 đến 60 cú sét đánh xuống đất trong vòng 10 phút, sẽ rất nguy hiểm khi di chuyển ngoài trời. Mà dự báo là trong chiều và đêm nay, dông sét vẫn sẽ xuất hiện ở miền Bắc. Kiểu trời lúc mưa lúc nắng sẽ càng làm cho cơn dông phát triển mạnh, gia tăng nguy cơ về hiện tượng này. Vì vậy, trong chiều và đêm nay khi thấy trời nổi cơn dông, quý vị cần tìm nơi an toàn để tránh sét, không cố di chuyển ở khu vực trống trải khi đang có sấm sét. Ngoài ra, thì khu vực vùng núi cũng cần đề phòng với sạt lở đất và lũ quét có thể xảy ra. Vì dự báo là mưa to cục bộ trên 70mm vẫn có khả năng cao xuất hiện. Các tỉnh như là Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ và Hòa Bình sáng nay đã có mưa to cục bộ thì nguy cơ xảy ra cũng cao hơn. Với Nam Bộ đã có mưa sớm từ sáng nay và trong chiều nay thì sẽ xuất hiện cả ở Tây Nguyên. Những nơi có mưa to như là Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh có thể lên tới là 50mm. Nguy cơ gây ra tình trạng là ngập úng cục bộ và lốc sét, gió giật mạnh gây cây đổ như chiều qua tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ở miền Trung, thời gian mưa ngắn hơn, chủ yếu là trong ngày và xuất hiện ngắt quãng. Trời oi bức với mức nhiệt từ thành phố Thanh Hóa xuống đến Phan Thiết sẽ là từ 30 cho đến 32 độ. Thời tiết xấu cũng xuất hiện trên nhiều vùng biển trong chiều và đêm nay. Từ Quảng Trị xuống tới Quảng Ngãi, Cà Mau đến Kiên Giang ra đến ngoài khơi của giữa và Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, tiếp tục cảnh báo là mưa dông mạnh kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn với huyện đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió duy trì ở mức cấp 4. Và cuối cùng là phần dự báo cho một số thành phố trong chiều và đêm nay.